giờ thi đấu bắt đầu rồi. Vào đi, vào để coi bọn trẻ của ông thất bại ê chề như thế nào. Nếu như ngày mai chúng ta thua thì chúng ta sẽ mất hết tất cả. Trước khi em có giúp tụi mình đi nữa thì trường La La cũng không tồn tại được lâu đâu. Tất cả ở đây chỉ là một cái bẫy. Tôi nói cho cô biết, cái người cha mà cô đang tôn thờ chỉ là một kẻ hám lợi. Nhưng mà tôi có làm gì Linh đâu. Tại sao làm như vậy? Đúng là mấy người không làm gì tôi. Nhưng mà mấy người đã học sai trường rồi. Nếu mấy người không học ở La La, mọi chuyện đã khác. Nếu mọi chuyện đã được giải quyết thì tốt. Vậy bà qua lại nhóm nha. Không nhớ tôi. Sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân, bước vẫn cứ bước chắc có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ dành vào nguyên sinh cuộc sống và thứ lên bàn cân. Nhưng hết tôi còn sống là tôi còn viết và còn rap. Vì tôi cũng chỉ đơn giản muốn cống hiến như là bao con người khác. Sống thật lặng lẽ nỗi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc. Cống hiến cho đời trong từng flow thật chất phát ngồi làm nhạc. À, đã có lúc tưởng chừng như phải dừng lại vì bao trận đấu kia, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.